mỗi dịp Trung thu thì trên khắp các nẻo đường tuyến phố từ thành thị cho đến những miền thôn quê, nơi nào có tiếng trống rất lân là nơi đó tập trung rất là đông các bạn nhỏ đến xem múa lân. Khi mà được thông tin có múa lân ở khu vực này, các bạn thấy là người dân đã tụ tập ở đây rất rất đông rồi để mà chuẩn bị xem múa lân. Múa lân như nào mới được? Múa như nào? Dưới kia hả? Chuẩn bị xem múa lân nha. Rồi, trả lời sống hết rồi. Mình thích nhất là không khí múa lân ở các vùng quê trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thì đó rất là đông vui và nhộn nhịp. Múa lân sẽ vào khu vực rất là sâu trong hẻm ở khu vực này, chuẩn bị múa này các bạn. Nhà nào đâu mới được? Múa nhà nào? Trước hả? Wow, hẻm rất là sâu luôn. Wow, bà con đã tập trung từ trước đó rồi. Hiện tại các bạn thấy rất rất đông người ở khu vực này. Wow, các bạn nhỏ đang sao mà biết có múa lân ở đây con? Dạ, nãy con coi đơn một. À, nãy coi đơn kia hả? À. Đơn một, nãy con coi đơn lân đây là đơn lân tên gì con biết không? Hồng Thúy. Hồng Thúy hả? Ồ, biết luôn. Ở nghe con cách đàn đấy mà. Vậy hả? Mẹ nhỏ đây cách đàn. Ở đông hoa con biết lân nào nữa? Có lân nào muốn được không? À, biết lân Hồng Thúy thôi. Bắt đầu có đi mấy kia vô đâu. Các bạn thấy là mặc dù ở làng quê rất là yên tĩnh, nhưng mà mỗi khi có rùa lân xuất hiện, không khí trở nên nhộn nhịp khác thường. Bạn biết nè. À, ngộ không, tờ thiên, dạ. Dạ. Wow, chú rồng chuẩn bị xuất hiện. Ô, vô đây sao múa rồng ta? Quá chật luôn. Wow, quá chật luôn, chỉ thấy người thôi. Hầu như là sẽ không còn chỗ trống nữa mà múa lân nữa. Đặc biệt là các bạn trẻ tập trung ở khu vực này rất là nhiều.
Rồng phải di chuyển ra các bạn, vì không gian rất là chật. Mấy đứa sao biết có lon ở đây? Hả? Facebook hả? À. Lân Hồng Thủy hôm nay đã bắt đầu xuất quân rất là sớm luôn các bạn. Cũng trong tối ngày hôm nay, 6 đội lân lớn ở Phú Yên sẽ biểu diễn múa lân giao lưu dành cho các bà con ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vào lúc 19 giờ ở khu vực thị xã Đông Hòa.